đã rất lâu, từ nhiều năm trước thì dầu argan đã được trên thế giới dùng để phòng ngừa và điều trị rạn da. Có đến 90% các mẹ bầu đối mặt với các vấn đề về rạn da bụng, rạn da đùi, da tay khi lên cân nhanh trong suốt thai kỳ. Nếu mẹ bầu không phòng ngừa rạn da sớm, để lâu sẽ rất là khó chữa. Thời gian tốt nhất để dùng argan là hết tháng thứ 3 của thai kỳ. Khi thai đã ổn định thì mẹ bắt đầu lên cân nhiều là chúng ta bắt đầu có thể massage những cái phần da đó ha. Việc tăng cân nhanh sẽ làm cho da bị nứt, lộ vân mạch máu dưới da. Do đó thời gian ban đầu rạn da bụng mẹ bầu hay có cái vết rạn màu đỏ. Khi mà dùng argan để chữa rạn da, cái vết đỏ đó sẽ chuyển sang trắng và mờ dần. Vết rạn càng lâu thì sẽ càng khó hết. Nên ngay từ bây giờ mình hãy dùng dầu argan nguyên chất của người Maroc, sản phẩm được UNESCO công nhận để có một thai kỳ khỏe mạnh và xinh đẹp nha. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại dầu argan, nhưng các mẹ hãy chọn cho mình một cái chai tinh dầu argan nguyên chất 100% được nhập khẩu, phân phối chính thức, có tem nhãn mác, nhãn hiệu đầy đủ để an toàn sử dụng nha.